biệt. Bia xong rồi bây giờ mình sẽ về nhà bạn mình để tí nữa có một kèo review sàm ở đó. Thực ra thì lâu rồi mình cũng không làm review tại vì giờ máy bận quá mọi người. Nào đi thôi. Hey yo, what's up? No. Ok nhá. Để mình cho các bạn xem chỗ mà thằng bạn mình đang ở. Và cũng đang tập tành làm streamer. Đây cộng vào đây cái tòa nhà này nè. Baby. Nào, đi vô thôi. Tin giới thiệu với lại mọi người, đây là phòng một streamer rất nổi tiếng. Tên tuổi. Tên là Tim Maxu. Có hơn mấy trăm follow và mấy trăm view mỗi ngày. Mình tin rằng là anh ấy sẽ được tiếng trong vòng vài năm sắp tới. Mình đã về tới phòng của thằng bạn mình và đây chính là cái không gian. Mình sẽ làm một cái vlog review riêng cái phòng này sau. Tại vì bây giờ hôm nay mục đích chính của video này sẽ là ăn mừng 1000 sub ở trên kênh Chấm Lết đấy. Và cũng là một có một cái kèo mà review sàm hôm nay, một sản phẩm công nghệ. Đấy. Hey yo, xin chào mọi người. Đây. Hôm nay thì mình sẽ là quên, hôm nay mình sẽ không là nhân vật chính trong cái tiết mục review mà là thằng bạn mình, Tim Maxu sẽ là nhân vật chính trong cái tiết mục review sàm hôm nay. Tại vì đây là sản phẩm review unbox tại nhà bạn ấy mà. Đấy. Mình chỉ đến là chủ yếu để tí nữa mình sẽ ăn mừng sau. Còn bây giờ thì đây chính là sản phẩm mà thằng bạn mình mới mua. Chắc hồi mọi người sẽ biết đó chính là sản phẩm công nghệ gì. Còn bây giờ thì mình sẽ nhường cái phần review này lại cho Tim Maxu. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào tí nữa nhé. Ây dô. Hello mọi người. Đéo. Xin chào mọi người, mình là Tim Maxu. Hôm nay là cái video unbox đầu tiên của mình. Đây, mình chưa mở hộp luôn thì hôm nay trong đây là một cái đồ khá hay ho dành cho streamer mà mình nhận được của các thằng bạn của mình. Cái này là cái webcam của Logitech tên là Streamcam. Bây giờ thì đi thẳng vấn đề thì mình sẽ unbox cái hộp này ra để coi nó có cái gì nữa nhé. Họ có đóng gói một cái lớp ni lông mỗi bóng cái này, nó cũng khá là mỏng. Thì mình thấy nó khá là mỏng. Nhưng mà mình không biết là Fado họ vận chuyển thế nào, có thể là họ đóng gói một cái cục to rồi con, họ đóng gói kỹ xong đem về Việt Nam rồi họ mới đóng gói lần nữa thì mình cũng không biết, mình thấy như vậy cũng ổn. Wow. Quên giới thiệu trước thì đây là cái hộp của nó. Đúng ra là mình sẽ phải đi một vòng cái hộp trước mình là bắt rồi. Ok, để gấp gấp lại nha. Đây là một cái webcam màu gì nhỉ? Đây là màu xám. Đây là những cái thành phần chính của nó. Webcam này, một cái jack cắm. Nhưng mình thấy là không rút ra được nhá. Cái này mình sẽ không tháo được. Cái này là chọn USB-C. USB-C. Dây thì chắc là nghĩ dài khoảng 1 mét mấy. Còn cái này là cái giá đỡ, nó có cái chọn ốc này. Cái ốc mà mình hay gắn điện thoại đó, mình gắn máy ảnh đó. Thì trong trường hợp mình dùng cái tripod á, những cái chân đứng á, thì mình có thể gắn vào cái này được. Đa số với cam khác thì nó sẽ không có, nó chỉ có cái chân gái như vậy thôi. Thì trường hợp mình muốn để lên cao cũng hơi khó, thì cái này nó thay được một cái này. Nhưng mình nghĩ là mình phải xài này nữa. Này, cái này là chân này mình gá lên những cái màn hình. Còn cái này là mình khi mình dùng tripod thì mình gắn nó vào đây. Nhưng mà mình không xài. Giờ chắc khoảng 1 mét rưỡi đó.
Quay lại cái webcam này thì cái ấn tượng đầu tiên của mình là nó rất là to. Thường những cái to như vậy thì nó sẽ có cái không gian dành cho cái cảm biến nó to hơn. Tức là những cái to này thì mình nghĩ là đằng sau bên trong nó, cái cảm biến của nó sẽ to hơn và nó sẽ cho cái chất lượng là nó tốt hơn, nó detail hơn. Đồng thời thì cái phần mặt kính này nó sẽ có những cái lớp lens hơn. Để mình nghĩ là như vậy, tại vì Logitech thì họ không có tập trung đi sâu quá vào những cái như là cảm biến hay là những cái lens này. Nhưng mình thấy nó to hơn là mình nghĩ sẽ có nhiều không gian hơn so với những cái đời cũ như là 920 này nọ đồ. Cái webcam này thì nó chỉ quay được 1080p thôi, nhưng mà đây là một webcam dành riêng cho cái việc stream, tức là những streamer ấy. Okay. Thì nó chỉ dừng lại ở cái độ phân giải là 1080p, có nghĩa là Full HD ấy. Nhưng mà được cái là cái tốc độ của mình nó rất là cao, nó là 60fps lận. Thì đảm bảo là nó sẽ mượt, mình nghĩ là sẽ mượt. Cái này là cái webcam mà mới nhất của Logitech. Okay. Hầu hết những cái webcam khác thì nó ra khá là lâu rồi, và họ mà Logitech họ bán kiểu như là năm này qua năm khác, thì cái chất về công nghệ trên những webcam cũng thay đổi nhiều. Trước đó thì có cái Brio là quay 4K, những cái này ra sau thì quay 1080p thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào luôn cái phần test thực tế. Ok, để mình gắn thử lên cái máy tính của mình nhá. Cái đó nó có cố định lên cái màn hình được không? Được chứ. Được chứ, đúng không? Mà nó có cái đầu kìa, nó có cái đầu gắn vô kìa. Ây yo, xin chào các bạn, lại là mình đây. Vâng, sau một cái màn review vừa rồi thì các bạn thấy sao? Trong vlog của mình cần thêm có một người nữa để review chứ, đúng không? Đấy, thì lâu lâu cũng phải đổi cái sắc màu chút xíu. Mình có thể mời những người bạn của mình, mời những người nổi tiếng khác đấy, để có thể review những cách của mình. Thôi, mình nói đùa vậy thôi, chứ hôm nay cũng là một cái kèo review nhỏ nhỏ, review sàm như thế. Và bây giờ thì đã vừa review xong rồi, thì hiện tại thì thằng bạn mình đang test xem cái chức năng của webcam này như thế nào. Thì mình có thể show cho các bạn xem là chúng mình đang tải cái app về đây. Đấy, vừa mới tải app về xong. Thì cái streamcam này cần một cái app nó để chạy hả? Đúng không? Baby. Đây mọi người có thể thấy được, gọi là đây, góc cam của Logitech Streamcam. Hiện tại mình đang show cho mọi người xem đây. Còn Logitech Streamcam khi mà nó lên stream thì đây là màu real của nó nha mọi người, chưa chỉnh gì hết nha. Thì bình thường nói chung trong cái chế độ stream thì bọn mình có thể option thêm nhiều cái filter, màu sắc các thứ. Còn đây chỉ là mình test sơ sơ trước thôi. Coi cái scale của nó các bạn. Lên đó, 4K luôn đó. Cái đó. Không, 2K chứ. 1440 với 2K, nhưng chưa được 2K. Cái này chưa được 2K hả? Cứ lên hết coi. Đấy. Max output any default. Ui. Ôi ôi ôi. Ngồi thẳng người lên xem. Nào, trong lúc chơi game thì cái góc này thì bạn phải quay qua đây. Chào bạn. Đây là hình ảnh của bạn mình khi mà của team Matsu khi mà lên cái cam mới, khác hẳn so với một cái iPhone mọi người có thể thấy, nhưng mà mình chỉnh được. Mọi người cứ yên tâm. Nào, hãy xem cái góc rộng hơn này. Logi đây đúng không? Đấy. Ổn phết chứ còn gì nữa. Một con cam 5 cổ như thế này mình thấy rất xứng đáng với giá tiền. Và đây, trong cái nói chung là mấy cái này mọi người không cần quan tâm lắm đâu, mọi người chỉ cần quan tâm đến cái kênh vlog Zulet của mình là được rồi. Thì đấy, đó chính là cái buổi review, cái kèo review hôm nay, thấy là xong sản phẩm này rồi đấy. Mình thấy thế là ổn. Chờ xíu nha. Nào, hãy chuẩn bị cho một cái bữa ăn mừng, một ca sức của mình nào. Để xem trong tủ bạn của mình có cái gì. Đa số là nước. Một tí bánh mì. Tí bánh mì thì không ăn mừng được rồi. Này là pate hả? Một cái pate, một cái thịt bò. Pate, thịt bò, chai nước ngọt. Uống mẹ hại thận chết. Đây, tí nữa mình ăn mừng bằng hai lon bia với lại một cái bánh snack đâu rồi ta? Alo. Bánh snack mình để trên kia đấy. Hai lon bia với bánh snack là 50.000. Nó cũng giống như là doanh thu của mình trên YouTube vậy. Góc này đẹp đấy nhở? Đỉnh cao thực sự. Nào, hãy đến với tiết mục mai buổi thế nhở? Ok, xin chào bạn, lại là mình đây. Đã đến lúc chúng ta phải tổ chức một buổi tiệc ăn mừng 1.000 sub kênh Dục Lách rồi mọi người. Bắt đầu lấy bia ra nào. Nói chung là tí nữa mình không quay ăn đâu. Mình chỉ quay những cái món mà mình đang chuẩn bị setup để làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ thôi. Chứ quay ăn làm gì mình ngại lắm. Quay vừa ăn vừa quay, ngại cực kỳ. Đây là ly uống bia nha mọi người. Uống
bia. Đây, mình có thêm một bịch này nữa, thì tính ở bịch này sẽ là mồi nhắm của bia. Tối nay thì đây chính là món chính của đây team mình khi mà nhậu. Nào, bạn hãy mở ra để cho mình chiêm ngưỡng đi. Nào, đây bia đây, bia đây, ly đây, đồ nhậu đây, khăn giấy đây. Đây là món chính nha. Wow, một con gà nướng bằng giấy bạc. Đỉnh cao thực sự. Đây sẽ là bữa ăn hôm nay. Chúng ta chỉ có gà và chắc là mình sẽ lấy luôn bánh mì của bạn Thủy ra ăn luôn. Đéo để cho bạn đâu. Hết hạn như vậy. Chưa. Chết hạn à? Mới hôm qua mà. Sao thấy giống mốc meo vậy? Đâu, mốc gì? Kê cho tiếng mì nhá. Hết hạn đi. Ba tay không? Không, tê tiếp. Ba tê giúp. Thôi, không, ba tê thì thôi. Nào hãy ngồi bên kia, bên này là chỗ của mình. Ấy ạ, đây. Đây là nửa con hay là một con đây? Ủa, một con luôn à? Nhiều thế. Ok, bữa nay uống Tiger nha. Tí nữa nói chung là không quay vừa ăn vừa uống đâu. Chỉ show ra cho mọi người xem là hôm nay mình sẽ ăn cái bữa ăn để chúc mừng 1000 sub như thế nào. Chỉ là nhỏ nhẹ như thế này thôi, chứ không có cua hoàng đế hay là tôm hùm gì nha mọi người. Mọi người thông cảm nha. Thôi được rồi, bây giờ mình đi rửa tay xong rồi mình chuẩn bị lên tiệc đây. Mình không quen quay ăn uống cho lắm nên chỉ như thế thôi. Để cho mọi người biết được là kênh của mình cũng đã đủ 1000 sub. Và tiếp theo là mục tiêu sẽ là 10000 sub. Đây. Rồi, tiếp theo sẽ là mục tiêu 10000 sub thì lúc đó mình sẽ ăn cái tiệc lớn sau. Và lúc đó thì cua hoàng đế và 10000 sub thì cũng phụ thuộc vào các bạn thôi. Phụ thuộc vào mình nữa, mình sẽ cố gắng siêng năng ra clip các kiểu. Và đừng quên để lại subscriber để cho mình đạt được mục tiêu 10000 sub nha mọi người. Ok, bây giờ mình ăn đây. Đây chính là gà, đây gà bia, rau sáng. Ok. Rồi, mình ăn đây, hẹn gặp lại mọi người vào tí nữa mình về nhà xong rồi mình sẽ end video này. Và bây giờ thì mình ăn đây, bye bye.